Rồi, Hồng Nhi sẽ test cho quý anh chị coi, giới thiệu một cái mẫu máy mới hoàn toàn dòng máy hàng MK quý anh chị. Máy lớn, cọc lớn luôn nha. MK200F mẫu mới. Trước tiên là những sẽ hàng inox trước. Trên inox, rồi những sàn sắt hộp cho quý anh chị mình coi luôn nha. Rồi, đây là hàng inox nè quý anh chị. Mua đủ inox là hàng inox là thấy vô tư. Rồi, máy có đồng hồ điện tử đồ đầy đủ luôn. Máy này quý anh chị thấy là khoái liền à. Mà giá rẻ nha. Đó, quý anh chị thấy nè, đây kéo thử hàng thử đi inox cho quý anh chị mình coi luôn, thấy không? Ngon lành luôn. Đó. Đó, quý anh chị thấy không? Hàng inox bao đẹp luôn á ha. Đó, giờ hàng sắt thử cho quý anh chị mình coi luôn. Đó, giờ chấm thử sắt hộp 1 ly luôn cho quý anh chị coi ha, test thử luôn. Rồi, đây quý anh chị thấy tùng hàng chấm bon luôn, quý anh chị thấy không? Trên sắt hộp 1 ly. Thì ở đây chấm bon thì nhiên đang để ở đây khoảng 80 ampe quý anh chị ha. Ở dòng hàng 80 ampe thôi, mình chấm đũa 2,5 ly là chấm bon rồi. Thôi ok, cái đoạn đó bây giờ như sẽ kéo một đường, khi nhiên giảm ampe xíu kéo một đường luôn trên sắt hộp 1 ly quý anh chị. Rồi đây là những kéo trên sắt hộp luôn quý anh chị ha. Ở đây thì đang để có 57 ampe thôi. Đó, kéo trên đường sắt hộp luôn là kéo nối đường hàng luôn quý anh chị. Ồ, anh Tùng này giờ là hàng gõ ra dùm cái rồi bạn. Thế là hàng cũng cao siêu lắm rồi đó. Đó, quý anh chị, ô, ngon nha. Anh chị thấy không? Đây, bên này là cho bạn chấm bon, thấy không? Đó, còn bên này là bạn kéo luôn rồi, được rồi bạn. Đó, bên này bạn kéo luôn nè, quý anh chị thấy gõ đường hàng không? Đẹp luôn chứ bộ. Kéo trên sắt hộp là thấy quá ngon rồi đó. Sắt hộp 1 ly mà mình kéo như vậy là thấy là tuyệt vời, kéo nối đường hàng ha. Là quá ngon rồi đó quý anh chị, thấy không? Là hơi bị ngon á. Rồi bây giờ mình sẽ kéo sắt dày với đũa 3,2 ly quý anh chị. Thì gắn đũa 3,2 ly test cho quý anh chị coi nha. Đó, kéo một đường 3,2 ly cho quý anh chị mình coi nha. Ở đây thì 3,2 ly nhưng đang để khoảng 160 quý anh chị. Đang nằm ở mức 160. Đó rồi được rồi bạn ơi, kéo một đường thôi là biết rồi. Rồi, đó quý anh chị mình sẽ thấy là với đũa 3,2 ly. Thử cho quý anh chị mình coi đó, độ ngấu của mỗi hàng quý anh chị ha. Độ ngấu, độ đẹp của mỗi hàng là quý anh chị mình khỏi chê luôn á. Rồi dứt thử cái đũa 4 ly luôn, thử coi sức mạnh của nó kéo nổi hay không. Mặc dù máy này mình hàng 3,2 ly quý anh chị nha. Bây giờ dứt cái này 4 ly nè. Này chắc chắn là mình phải tăng lên maximum rồi ha, tại mình hàng 4 ly, đoạn này tăng độ ngấu quý anh chị ha. Rồi bây giờ quý anh chị mình coi luôn nha. Kéo đũa 4 ly mà vẫn chảy ngọt là thấy ok rồi đó. Dòng MK là không có phải bèo đâu nha quý vị. Đây, đang kéo đũa 4 ly thôi. Rồi ok bạn. Đó, dứt cái đũa 4 ly là quý anh chị thấy đũa nè, đũa lớn nè, thấy không? Đó, rồi. Gõ cái đường này ra đũa 4 ly. Đó. Ok quý anh chị. Ngon lành cành đào. Tức là sắt mỏng được, sắt hợp được. Rồi inox được thì quý anh chị sử dụng con này là thấy ok rồi đó. Rồi bây giờ như sẽ giới thiệu cho quý anh chị một con máy hoàn toàn mới luôn. Mẫu mới, mẫu đẹp, chương trình khuyến mãi, mới ra lò. Hôm nay Hồng Nhiên sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái mẫu máy ProTest, nó mới ra một cái mẫu mới hoàn toàn thì làm hài lòng khách hàng luôn quý anh chị, mà giá rất là rẻ. Thì đây nè, quý anh chị thấy là ProTest MK200F. Đó. Cái con máy này á, thì quý anh chị thấy rằng là nếu mà nói về độ nặng á, con máy này nó nặng 4 kg. Máy này độ nặng 4 kg thì máy không nha quý anh chị. Dây hàng á, thì dây 3 hàng 3 m và dây mát là 2 m. Cọc hàng là cọc lớn nè. Đây quý anh chị thấy hai cái cọc hàng của nó là cọc lớn nè. Đó, kìm mát của nó là kìm loại tốt nè quý anh chị thấy không? Đó, kìm mát loại ok luôn. Rồi quý anh chị nhớ nha, ví dụ như mình hàng cọc lớn này thì cái giống như độ bắt rồi của nó có lớn hơn á, thì mình xài cái cọc nó sẽ bền hơn nè. Đó, thấy không? Rồi nó có hai nút chỉnh quý anh chị. Ở đây trên này có đồng hồ, có đồng hồ hiển thị nè. Rồi nó có đèn nguồn nè, rồi đèn quá tải, đèn báo lỗi. Đó thì có hai nút núm chỉnh ở đây. Thì quý anh chị biết là mẫu này á, là mẫu đời mới nên nó có, ví dụ đây là nút chỉnh ampe. Đó, còn này á, là cái nút advert này quý anh chị, là cái tăng độ ngấu với dòng hàng im á, là bắt lửa nhại rồi là nó thể hiện trên con máy này. Đó, nó chống dính luôn. Nãy quên thử cho quý anh chị coi cái mức độ chống dính của con này, nhưng mà thật sự nó có chức năng chống dính nha quý anh chị. Đó, chống dính đầy đủ bình thường. Test cái này quý anh chị mình sẽ thấy là đây nè, nó chống dính được nè quý anh chị thấy không?
tức là khi mà dính đũa nó cũng không có nóng đũa, nó không có nóng gì hết đó, nhưng mà mình vẫn hàng nó là bình thường, thấy không đó. Thì cái mẫu máy này là mẫu máy đời mới, giá bán của nó là 1.600.000 quý anh chị. Nhưng mà lần này á, bờ đồ test trình làng cái mẫu này á, thì là mẫu đồ lần ra mới đầu tiên, thì bên bờ đồ test nó cũng muốn cạnh tranh cái này dữ lắm quý anh chị, nên là hãng sẽ hỗ trợ tặng mình thêm một cái kính hàng điện tử quý anh chị, kính xịn nha, kính xịn. Đây là chương trình mới, tức là đầu tiên nó ra cái chương trình lặn máy này là không có tặng luôn, nhưng mà bây giờ á, là nó quyết định nó muốn cạnh tranh với thị trường nên là sẽ tặng. Thì để nhân đo cho quý anh chị coi con máy này là mẫu máy lớn quý anh chị. Đây nè, quý anh chị thấy là khoảng tầm 31 ha, 31 xăng. Là quý anh chị thấy bàn này là 31 xăng thì là độ dài ha. Còn độ cao của con máy này á, là nói quý anh chị phủ bì nha, nó nằm tầm 25 xăng. Đó là cho nó phủ bì luôn. Còn cái chiều ngang này nè, cái chiều ngang của con máy này nè, quý anh chị thấy nó tầm 15 xăng phủ bì nha, 15 xăng. Và độ nặng của con máy không là 4 kg. Thì máy này được bảo hành chính hãng 15 tháng. Thì khi quý anh chị nhận máy thì nó sẽ có cho quý anh chị là gì? Cái nón hàng điện tử, cái nón hàng này là cái dạng cầm tay hàng quý anh chị, kiến nó nằm trong này nè. Đó, cái mặt nạ cầm tay hàng á, rồi cái búa chổi cước. Và đặc biệt cái máy này nó có cái quai rồi, nhưng mà nó vẫn tặng cho mình thêm cái dây đeo. Đó, nhưng mà cái giá nó, cái quan trọng là giá nó có 1.6 triệu quý anh chị. Cái mẫu này mà nó ra đời với mức giá 1.6 triệu thì quý anh chị xài cái mẫu này là đảm bảo nhiều người mua, vừa xài gia đình được, vừa xài công trình được. Đó, rồi quý anh chị thấy cái mẫu này không? Ở đây nó nói là hàng từ là 1.6 ly cho tới là 4 ly ha, hàng từ 1.6 ly cho tới 4 ly, công nghệ inverter tiết kiệm điện, quạt thổi rất là mạnh, cái quạt lớn nè, quý anh chị thấy quạt phía sau nó lớn không? Đó, công tắc nguồn đồ làm ốc vít đồ, quý anh chị thấy nó làm chỉnh chu hơn. Cái mẫu máy này là hãng nó rất là tâm huyết, nó làm mẫu này, nó là cái công nghệ, cái design theo cái mẫu của anh chị, là cái design in Korea, thì nó theo cái mẫu máy của một hãng nào của Korea đó, một cái design, cái thiết kế của nó đó. Đó thì quý anh chị thấy cái mẫu máy đẹp ha, đó mà bự sợ như vậy, mà cọc lớn, dây lớn, mà nó hàng đổ 4 ly được, thì quý anh chị mình chỉ hàng 3 ly 2 trở lại thôi, đừng có hàng 4 ly nha. Cái này là như chỉ test về thử cái sức mạnh của nó thôi quý anh chị. Thì quý anh chị thấy là khả năng nó hàng 4 ly được thì hàng 3 ly 2 mình chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nên là quý anh chị mua cái mẫu máy này mình cứ yên tâm, mình được bảo hành cho mình tới 15 tháng lận. Nên là quý anh chị thấy dòng MK từ xưa giờ không có làm cho khách hàng thất vọng nha. Bờ đồ test mà Nhiên nói rồi, có chữ MK, đó là những cái dòng đặc biệt của nó. Có những cái công nghệ mới chống dính, chống sốc. Công nghệ là giống như là nó không phải chống sốc quý anh chị, mà nó chống dính rồi điện yếu rồi bắt lửa nhại apport rồi đó, từ độ ngấu sâu, đó là những cái công nghệ nó thua cái dòng kia là ở chống sốc. Thằng này nó không có chống sốc nha, để quý anh chị mình có thể là mình biết được cái công nghệ của nó để khi mình sử dụng cái sản phẩm. Chứ nhiều người nói tại sao cái con này nó lớn mà nó lại rẻ hơn con kia, tại vì con kia công nghệ nó còn cao hơn nữa, tuy nó nhỏ MK200, tuy nó nhỏ nhưng mà công nghệ nó còn cao hơn con này nữa quý anh chị. Nên là con này nó làm mức độ vừa phải để nó cạnh tranh đó. Thì quý anh chị thấy cái nhân test hôm nay cái mẫu máy này, thì quý anh chị cứ yên tâm, nhưng đảm bảo cho quý anh chị xài. Và quý anh chị có thể là liên hệ mua hàng ở những số hotline bên trên giúp dòng Nhiên ha. Quý anh chị có ý kiến như thế nào về cái mẫu máy mới này, thì quý anh chị có thể là comment bên dưới giúp dòng Nhiên. Ở video lần sau thì Nhiên sẽ giới thiệu cặn kẽ hơn và những so sánh với một cái mẫu máy khác cho quý anh chị mình coi luôn. Thôi coi nó mức độ của nó là như thế nào ha. Còn video này Nhiên giới thiệu mẫu mới, test thử cho quý anh chị mình coi rất là rõ ràng. Quý anh chị cảm ơn quý anh chị cô chú mình đã xem cái video ngày hôm nay. Nhớ nhấn đăng ký kênh ở kế bên để mình theo dõi những video mới. Còn bây giờ Nhiên xin chúc sức khỏe. Xin chào, hẹn gặp lại vào những video kế tiếp. Bye bye.